Khi thấy mệt mỏi hãy nhớ những câu nói này. Sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ, cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Đạo lý trên đời cũng là như vậy. Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán, cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất. Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc. Khổ mới là nhân sinh. Mệt mỏi mới là công việc. Biến hóa mới là vận mệnh. Nhẫn nhịn mới là từng trải. Cho đi mới là trí tuệ. Tĩnh lại mới là tu dưỡng. Buông bỏ mới chính là đạt được. Nếu như lúc này bản thân cảm thấy vất vả, thì hãy tự nói với mình rằng đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi, bởi vì bạn đang lên dốc. Cuộc đời chỉ là thử thách, sợ gì mà không tiến về phía trước, ngã thì đứng dậy rồi lại đi tiếp. Tương lai tươi sáng đang nằm ở phía trước đợi bạn. Cuộc sống chưa bao giờ mệt mỏi, có chăng là thái độ, cách nhìn nhận của bạn với nó. Đừng để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí, khiến bạn mất đi động lực cố gắng trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.